thành phố Ukraine bị pháo kích 200 đợt trong 6 giờ. Video, nhà máy quân sự do Nga kiểm soát ở Kherson bất ngờ bốc cháy, khói dày đặc cả bầu trời. Báo Nga, không quân Ukraine sắp tiếp nhận đơn vị viện binh đặc biệt. Tình báo Anh, Bộ trưởng Quốc phòng Nga bị chiến nhạo vì lãnh đạo kém và thiếu hiểu biết quân sự. Giới chức EU nhóm họp để hỗ trợ Ukraine. Nga tuyên bố thêm nghi phạm vụ ám sát con gái nhà lý luận Dugan. Ấn Độ chỉ trích Trung Quốc quân sự hóa eo biển Đài Loan. Xin kính chào quý vị. Quý vị đang theo dõi mục tin thế giới tối ngày 29 tháng 8 của DKN TV. Sau đây là các nội dung chi tiết. Thưa quý vị, quan chức Ukraine cho hay thành phố Orikhiv ở tỉnh Zaporizhia phải hứng chịu hơn 200 đợt pháo kích trong khoảng thời gian 6 giờ. Ông Oleksandr, Stey, người đứng đầu chính quyền quân sự của tỉnh Zaporizhia, miền Nam Ukraine, viết trên Telegram hôm 28 tháng 8. Thành phố Orikhiv cũng đã hứng chịu 14 giờ liên tục bị tấn công bằng các loại pháo và hỏa tiễn của Nga. Khu vực trung tâm thành phố bị ảnh hưởng nặng nề nhất và đang bốc cháy. Theo ông, ba mẹ con, bao gồm một bé 3 tuổi và một bé 6 tuổi bị thương trong một đợt pháo kích vào Orikip. Con chức này nói thêm, tất cả những người bị thương đều phải nhập viện ở Zaporizhia, nơi họ đang được điều trị cần thiết, hiện tình trạng của họ ổn định. Ông Stike cũng nói rằng lực lượng Nga đã tấn công các tòa nhà dân cư ở thành phố Zaporizhia, các nhà máy điện hạt nhân Zaporizhia khoảng 2 giờ lái xe. Trong khi đó, quân đội Ukraine cho biết đã pháo kích chín thị trấn ở khu vực phía đối diện sông Dnipro, nơi lực lượng Nga kiểm soát. Thưa quý vị, xuất hiện video về nhà máy quân sự do Nga kiểm soát ở Kherson bất ngờ bốc cháy, khói dày đặc cả bầu trời. Trang Express ngày 28 tháng 8 đưa tin, một đoạn phim ghi lại khoảnh khắc đám khói dày đặc xuất hiện phía sau một khu trung cư ở quận Kherson của Ukraine. Hiện do Nga kiểm soát, đám khói được cho là xuất phát từ nhà máy sản xuất thiết bị quân sự Soko, có thể đang được lực lượng Nga sử dụng làm căn cứ quân sự ở khu vực Nova Kakhovka. Đoạn phim được tài khoản Chisanyu đăng trên Twitter kèm chú thích. Căn cứ của Nga ở Nova Kakhovka dường như đang gặp sự cố, thông tin đang được xác minh. Cùng với video, một bức ảnh khác cũng do tài khoản này đăng tại ghi lại chính xác khoảnh khắc đám khói khổng lồ trải dài khắp khu trung cư rộng lớn. Khu vực Kherson đã bị Nga chiếm đóng kể từ đầu cuộc xung đột hồi tháng 2, 2022. Trong vài tuần gần đây, các lực lượng Ukraine đã cố gắng tiến hành một cuộc phản công nhằm giành lại quyền kiểm soát khu vực. Tuần trước, Ukraine tuyên bố họ đã cắt một cây cầu gãy ảnh hưởng lớn đến đường tiếp tế của Nga ở khu vực Kherson như một phần trong chiến dịch phản công sau vụ tấn công, Phó Hội đồng khu vực Kherson, Serhiy Kalan, cho biết người Nga không còn khả năng chuyển giao đầy đủ thiết bị của họ nữa. Báo Nga đưa tin, không quân Ukraine sắp tiếp nhận đơn vị viện binh đặc biệt. Thưa quý vị, kênh truyền thống Nga TASS dẫn lời các nguồn tin gần gũi với Bộ Quốc phòng Mỹ cho biết, ngũ giác đài đang có kế hoạch huấn luyện một đơn vị bao gồm các cựu phi công Afghanistan tại căn cứ ở tiểu bang California trước khi điều động lực lượng này tới hỗ trợ quân đội Ukraine qua ngã Ba Lan. Nguồn tin của TASS cho biết hôm 29 tháng 8. Theo những gì chúng tôi biết, ngũ giặc đài đã bắt đầu tuyển mộ các cựu phi công chiến đấu Afghanistan, những người đã tẩu thoát sang Mỹ sau khi Taliban giành được chính quyền vào năm ngoái. Việc huấn luyện các phi công này sẽ được tiến hành tại tiểu bang California trước khi họ được gửi tới Ukraine thông qua Ba Lan. Bên cạnh các phi công chiến đấu, các lực lượng binh sĩ thuộc nhiều lực lượng khác của quân đội Afghanistan cũng có thể được tuyển mộ và gửi đến Ukraine thông qua hình thức này. Nguồn tin này tiết lộ thêm, những binh sĩ này được đề nghị tham gia vào quá trình huấn luyện và sau đó sẽ ký hợp đồng tham chiến tại Ukraine. Trước đó vào tháng 6, quân đội Mỹ đã chuyển một số lượng lớn trực thăng đa nhiệm Mi-17 cho Ukraine. Điều đặc biệt của những chiếc trực thăng này là chúng được sản xuất ở Nga trước khi được Mỹ đặt hàng để trang bị cho chính quyền Afghanistan. Trước khi rút khỏi Afghanistan vào năm ngoái, Mỹ đã đặt hàng nhiều trực thăng vận tải Mi-17 để trang bị cho chính quyền Kabul được Washington DC hậu thuẫn. Tuy vậy, chuyển giao đã bị ngừng lại sau khi lực lượng Taliban giành được quyền kiểm soát đất nước. Vào tháng 4, ba máy bay trực thăng Mi-17 đầu tiên đã được Mỹ chuyển cho chính quyền của Tổng thống Volodymyr Zelensky. Nhiều nguồn tin nhận định các máy bay Mi-17 này đã trải qua một quá trình nâng cấp toàn diện nhằm cho phép chúng có thể thực hiện các phi vụ tấn công mặt đất bằng tên lửa không điều khiển. Tình báo Anh đánh giá, Bộ trưởng Quốc phòng Nga bị chế nhạo vì lãnh đạo kém và thiếu hiểu biết quân sự. Kính thưa quý vị, Tình báo Anh hôm nay 29 tháng 8 nhận định, Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu thường xuyên bị Tổng thống Vladimir Putin không coi trọng trong bối cảnh cuộc chiến ở Ukraine bị đình trệ. Bộ Quốc phòng Anh cho biết trong một bản cập nhật trên Twitter rằng, các sĩ quan và binh sĩ Nga có kinh nghiệm trực tiếp về cuộc chiến có lẽ thường chế nhạo ông Shoigu với khả năng lãnh đạo kém hiệu quả và thiếu hiểu biết khi đà tiến công của Nga bị đình trệ. Ông Shoigu xuất thân từ vùng Tuva, xa xôi của Nga, đã trở thành bộ trưởng phụ trách các tình huống khẩn cấp của Điện Kremlin vào khoảng thời gian Liên Xô sụp đổ Ông được Tổng thống Putin chọn làm Bộ trưởng Quốc phòng vào năm 2012. Mặc dù không có nền tảng quân sự hay kinh nghiệm chiến đấu, ông đã giám sát việc Nga sắp nhập vào Crimea vào năm 2014. Báo cáo của Bộ Quốc phòng Anh viết, Ông Shoigu từ lâu đã phải vật lộn để vượt qua lời đồn là thiếu nhiều kinh nghiệm quân sự, vì ông ấy đã dành phần lớn sự nghiệp của mình trong lĩnh vực xây dựng và bộ tình trạng khẩn cấp. Bộ Quốc phòng Anh trích dẫn các báo cáo truyền thông độc lập của Nga gần đây cho rằng Ông Shoigu hiện đang đứng ngoài cuộc giới lãnh đạo Nga và chỉ huy tác chiến đã thông báo trực tiếp cho Tổng thống Putin về diễn biến của cuộc chiến. Nối tiếp chương trình, xin mời quý vị đến với phần tin quốc tế của biên tập viên Nguyễn Tươi. Kính thưa quý vị, giới chức EU sẽ nhóm họp để bàn về hỗ trợ Ukraine. Nhật báo Anh The Guardian ngày hôm nay 29 tháng 8 cho biết, Bộ trưởng Quốc phòng và Ngoại trưởng của nhiều quốc gia thuộc Liên minh châu Âu EU sẽ nhóm họp ở thủ đô Praha của Cộng hòa Séc trong tuần này để thảo luận về những lựa chọn nhằm thiết lập nhiệm vụ huấn luyện quân sự cho các lực lượng vũ trang của Ukraine, cũng như xem xét về việc đình chỉ thỏa thuận visa với Nga. Quan chức phụ trách chính sách đối ngoại của EU, ông Josep Borrell đã cho biết, cần phải nói rõ ràng rằng các chương trình huấn luyện quân sự cho binh sĩ ký Kyiv sẽ không diễn ra trên lãnh thổ của Ukraine, mà là tại các quốc gia láng giềng. Theo báo The Guardian, Cộng hòa Séc, nước đang đảm nhận vai trò chủ tịch luân phiên của khối EU đang cố gắng thúc đẩy việc đình chỉ thỏa thuận visa với Nga. Ý tưởng này đã được các quốc gia thuộc vùng Baltic ủng hộ. Tuy nhiên, Đức và một số thành viên EU khác, cùng với ông Borrell, trong những ngày gần đây đã lên tiếng phản đối động thái này với lý do việc này sẽ phá vỡ nhiều luật lệ của EU. Ngoại trưởng Litva, Gabrielius Landsbergis đã cảnh báo rằng Estonia, Latvia, Litva Ba Lan và Phần Lan, những quốc gia có đường biên giới chung với Nga, sẽ có thể tự áp lệnh cấm khách du lịch nhập cảnh nếu như EU không đồng ý với việc đình chỉ thỏa thuận visa với công dân Nga được áp đặt trên toàn khối. Tiếp theo là một cập nhật đáng chú ý khác. Nga tuyên bố phát hiện thêm nghi phạm trong vụ ám sát con gái của nhà lý luận Dugin. Cơ quan điều tra Liên bang Nga đã tuyên bố họ đã phát hiện thêm một nghi phạm trong vụ mưu sát Daria Dugina, con gái của một nhà tư tưởng có tiếng tăm ở nước Nga, bên cạnh nữ nghi phạm mà Moscow đã nói là đặc vụ của Ukraine. Thông cáo của Cơ quan An ninh Liên bang Nga FSB đã cho biết, trong quá trình điều tra, chúng tôi xác định Natalia Vov và công dân Ukraine khác có tên là Bogdan Petrovich Chiganenko thuộc một nhóm phá hoại đã lên kế hoạch ám sát Daria Dugina ở Moscow. Theo thông cáo, Chiganenko sinh năm 1978, đến Nga vào hôm 30 tháng 7 năm 2022 thông qua Estonia và rời đi một ngày trước vụ đánh bom ám sát Dugina. Cơ quan an ninh Liên bang Nga cũng cho hay, Chiganenko đã cung cấp cho Vop các biển số xe và giấy tờ giả mạo công dân Kazakhstan có tên là Julia Jaiko, người đã cùng với Vop chế tạo thiết bị nổ tại một gara thuê ở Tây Nam Moscow. Trước đó, cơ quan an ninh Liên bang Nga đã nói rằng nghi phạm trong vụ đánh bom xe khiến Dugina thiệt mạng vào hôm 20 tháng 8 là Natalia Vov, 43 tuổi, một đặc vụ Ukraine. Vov được cho là đã lái một chiếc Mini Cooper mang biển số của vùng Likhaidonets, miền đông của Ukraine, để vào nước Nga. Sau đó, người phụ nữ này sử dụng biển số Kazakhstan khi ở Moscow và dùng biển số Ukraine khi vượt biên giới Nga qua vùng Pskov để vào Estonia sau khi hoàn thành nhiệm vụ ám sát. Ukraine đã bác bỏ cáo buộc của Nga và tuyên bố không liên quan đến vụ mưu sát đó. Dugina, 30 tuổi, là nhà báo, con gái của nhà tư tưởng Alexander Dugin, người mà truyền thông phương Tây gọi là cố vấn tinh thần của giới lãnh đạo Nga. Giống như cha của mình, Dugina cũng ủng hộ hoạt động xâm lược của Nga ở Ukraine. Chiếc xe của cô bất ngờ nổ tung trên đường cao tốc ở gần Moscow vào tối ngày 20 tháng 8, sau khi cô rời sự kiện mà có cả cha của cô tham dự. Chuyển sang phần tin tức liên quan đến Trung Quốc. Ấn Độ chỉ trích Trung Quốc quân sự hóa eo biển Đài Loan Ngày 28 tháng 8, lần đầu tiên, Ấn Độ đã lên tiếng chỉ trích Trung Quốc quân sự hóa eo biển Đài Loan trong bối cảnh căng thẳng giữa New Delhi và Bắc Kinh về vấn đề cảng biển tại Sri Lanka đang nóng lên. Theo báo The Guardian, cáo buộc nói trên là một phần trong tuyên bố do Cao ủy Ấn Độ tại Sri Lanka đưa ra vào hôm 28 tháng 8. Đây là lần đầu tiên chính phủ Ấn Độ có bình luận như vậy về tình hình trên eo biển Đài Loan. Giới quan sát cũng nhận định, đó là sự can thiệp hiếm hoi của Ấn Độ vào vấn đề nêu trên, trong khi quốc gia Nam Á này cũng đang có những tranh chấp riêng về biên giới với Trung Quốc. Đầu tháng 8, tàu nghiên cứu quân sự Viễn Vọng năm của Trung Quốc đã cập cảng Hamban Tota của Sri Lanka trong vòng một tuần lễ. Các nhà phân tích cho rằng tàu Viễn Vọng năm nằm trong số các tàu do quân đội Trung Quốc điều hành để giám sát các vụ phóng vệ tinh, tên lửa và cả tên lửa đạn đạo xuyên lục địa. Việc cập cảng của tàu Viễn Vọng 5 đã bị trì hoãn trong vài ngày sau khi vấp phải sự phản đối từ Ấn Độ. New Delhi đã lo ngại Bắc Kinh có ý định sử dụng cảng Hambantota làm căn cứ quân sự. Kính thưa quý vị, mục tin thế giới tối của DKN TV đến đây xin tạm dừng. Quý vị có thể đăng ký email để nhận thông báo về các bản tin quan trọng hàng ngày của DKN News. Quý vị cũng có thể theo dõi kênh DKN News trên Snapchat, một mạng xã hội bảo mật và tôn trọng người dùng cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi chương trình hẹn gặp lại quý vị trong các bản tin tiếp theo